Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Tràng Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 162 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 776 Ách Chủ Bài Tiếng kiều thảm thiết không dứt bên tai Từng tiếng reo hò gian tận mây xanh Băng quả lưỡng trọng thiên Mấy cái nhà vui vẻ, mấy nhà sầu Khi mà bốn lão yêu quái kia chính thức vào trong vòng đám người ma sát tông như rơi vào cái hầm băng vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng đám người bên quyền thiên tông lại hoàng hô vui vẻ nhảy cẩn lên nhiệt tình như lửa chỉ trong một lúc mấy chục cao thủ của ma sát tông vẫn lạc làm cho sĩ khí giảm mạnh có một loại cảm giác chưa chiến đã sợ cho dù đối chiến cùng với cao thủ quá hư cảnh bình thường bọn hắn cũng không có dũng khí này mà tại chỗ trốn chạy không có một chút chiến nghĩ có thể thấy nếu tiếp tục như vậy bại cục đã định rồi. Trác Phàm làm sao bây giờ? Nếu tiếp tục như vậy nữa chúng ta thua là cái chắc rồi. Người nghĩ cách xong ra kết giới rút lui đi. vẻ mặt của Dương Sát vô cùng lo lắng giọt tới trước mặt của Trác Phàm nói lên quảng cảnh trước mắt. Chiến trường ở phía đông đã liên tục bại lui chắc là không có thể chống đỡ được bao lâu. Lúc này bọn người bạch cung phụng từ phía tây bay tới đầu đã đổ đầy mồ hôi. Phía Tây cũng giống vậy thôi, những chỗ chu thiên tứ lão kia đi đến, đất đài không còn ngọn cỏ, chúng ta cũng không còn lực để mà đánh tiếp. Trác quản gia, thông đạo đã bị bọn hắn dày kính, chúng ta tập trung lực lượng phá dòng dây, nếu không, không kịp nữa. Thích cung phụng, vẻ mặt ngưng trọng bay tới, lớn tiếng khuyên nhủ ánh mắt khẽ hiếp, trác phàm từ chối chỗ chối kiến. Phá dòng dây cũng vô dụng, chúng ta đã trở thành cá trong chậu rồi, chỉ có thể chiến một trận, đập nồi, diêm thuyền, bằng không thì chết, đã không còn đường lui. Đúng vậy, coi như chúng ta đã phá dây thì sao, phá quyền thiên tông kết giới, chúng ta vẫn sẽ bị bọn hắn dây giết, không một chút đường sống. Nghe được lời nói của Trác Phàm thích cung phụng, ai tháng một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hung hăng, nhảy mắt một cái, thở sâu, dương sát cố gắng làm bản thân tỉnh tao lại sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Trác Phàm Vậy thì kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn một binh một tốt đánh với bọn hắn sao? Đương nhiên không phải bắt giặc bắt vua trước. Trong mắt lóe tình màng, Trác Phàm dương mắt lên nhìn về phía tuyên tông chủ ở cách đó không xa. Mọi người khẽ giật mình, trong nháy mắt cũng đã hiểu rõ ý của hắn. Cũng không quý tốt nhìn về phía tuyên tông chủ. Đúng vậy rồi, chỉ cần bắt lấy cái lão nhân này liền không sợ quyền thiên tông hắn không chịu thỏa hiệp nhìn thấy những cái ánh mắt trần trụi của nhóm ma đầu này tuyên tông chủ đã biết ý định của bọn họ không khỏi phì cười một tiếng đạp chân xuống lui về phía sau muốn cho lão phu làm bia đỡ đạn không có dễ như vậy đâu cho không dễ dàng thử qua thì biết thôi cười lạnh dương sát cái miệng xẹt qua một đạo tà dị rống to lên một tiếng các huynh đệ cùng tiến lên bắt cái lão gia quả này, mọi người có thể còn sống ra ngoài hay không thì nhìn cái lần này đi. Mọi người nghe thấy còn một con được sống, sau đó giữ chân bỗng nhiên nhúng xuống một bước, ào ạt hướng về phía Tuyên tông chủ mà bay tới. Trong mắt Trần Trụi khắc giọng rất giống một kẻ lưu manh đang nhìn một vị mỹ nữ. Trong lòng dù thức rung lên, Tuyên tông chủ cũng không nhịn được, thân thể chấn động một chút sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Hắn dạng dạng không nghĩ đến thời khắc mấu chốt này hắn lại trở thành đích bắn của mọi người rồi. Những người này muốn bắt hắn để làm bia đỡ đạn. Mà những cái cao thủ quyền thiên tông khi mà nhìn thấy tông chủ của mình trở thành mục tiêu của đám ma đầu này cũng ao ao chạy đến diện trợ. Kết quả chiến trường một lần nữa thay đổi không có còn đông Tây Nam Bắc làm thành một dòng. Các chiến trường phân lập nhau mà là cùng lấy tuyên tông chủ làm trung tâm Tụ tập về cái chỗ đó Giống như hắn Là miếng bánh ngọt thơm ngon Tất cả mọi người đều muốn ăn hắn vậy Tuyên lão đầu Ngoan ngoãn Hãy làm cái tấm mọc hình người cho bọn ta đi Đưa chúng ta ra bên ngoài Một tiếng cười quái dị Mà sát tông hơn 30 quả hư cao thủ Cùng nhau xuất hiện trước người của tuyên tông chủ Hơn 30 đạo thần hồn Đập về phía hắn Trong mắt nhịn không được co rụt lại. Tuyên tông chủ hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Trên đầu đã phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh. Coi như hắn có tu vi quá hư tầng 8, cũng không cách nào mà ngăn được nhiều cao thủ dây công như vậy. Thế nhưng, đang lúc vị đại tông chủ này rơi vào khốn cảnh gian nguy, không dứt ra được. Một tiếng rồng ngâm bỗng quanh quẩn bên tai của mọi người. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng đập vào mắt của mọi người, long hồn to lớn sôi trào mãnh liệt giọt tới trước mắt của đám người chỉ trong một hơi thở lại nghe được những cái tiếng kêu gào thảm thiết ba mươi tên cao thủ kia tiêu thất trong nhảy mắt tiêu vong hầu như không còn một ai mà trước người của tuyên tông chủ một đầu cự long dây quanh không ngừng chuyển động bốn tên lão giả bên trong cái dòng an tường ngồi xếp bằng trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại ma sách tông đám người sợ hãi kêu lên chu thiên tứ lão bọn họ đến nơi đây nhanh vậy sao nói rồi đám người của ma sách tông tụ tập đến bên cạnh trác phạm vẻ mặt kiên kỵ nhìn bốn cái tên lão yêu quái trước mặt bọn người của quyền thiên tông cũng đi đến bên cạnh tuyên tông chủ trên mặt đều là một nụ cười đắc ý vẻ mặt khinh thường nhìn sang bỗng dưng song phương nhân mã không có hỗn chiến nữa mà là phân biệt rõ ràng triển khai giằng co chỉ là khi đối mặt với khí thế như hồng của quyền thiên tông, bên ma sát tông lại tràn ngập sợ hãi, kiên kỵ. Chỉ vì bọn hắn khi mà đối mặt với bốn lão quái vật đó không thể chống cự rồi. Chương 777 Ách Chủ Bài Trác Phàm Lão Phu hiện tại khinh thường tái chiến với người, có bốn vị cung phụng trấn tông của quyền thiên tông ta ở đây, các người bại cục đã định, muốn động vào Lão Phu sao? bước qua cửa của bốn vị này đi. Cười lạnh, tuyên tông chủ vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn về chỗ của trác phàm, hét lớn lên một tiếng, cuồng ngạo kinh miệt vô cùng. Sao hắn có thể bỏ qua cơ hội cáo mượn quay hùm, nhục nhã đối phương này? Sau đó, lớn tiếng hô quát. Trác phàm, người cái tên ma đầu này, dám mê hoặc sư muội của ta, không bằng heo chó, một chút nữa, bản công tử sẽ đem người chém thành muôn mảnh cầm sát của ngươi cho xài lang hổ báo để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh hung hăng khẽ cắn môi tất cả mọi người ở ma sa tông một mặt phẫn nộ nhưng mà cũng bất đắc dĩ thôi cuối cùng vẫn là đem ánh mắt hy vọng chuyển sang phía trác phàm trong mắt đều là một vẻ thăm dò làm sao bây giờ trác quản gia xem ra không còn cách nào là các ngươi bức ta làm như thế cũng đừng có nên hối hận lão tử sắp vận dụng ách chủ bài sau cùng bất giác khẽ cười một tiếng trác phàm trong mắt tinh mang lóe lên hơi dơ dơ chỉ lên tuét miệng nói không khỏi khẽ giật mình dương sát lập tức liền phản ứng lại kịp sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói trác phàm ngươi muốn đích thân lên sao cái gì ngươi muốn chính mình lên à hàng thiên ảnh sững sờ nhăn đầu lông mài ngưng trọng nói Bốn vị cung phụng kia thực lực rất mạnh, ngươi sao có thể là đối thủ của bọn hắn? Thế nhưng lời này vừa ra, Quê Lan khoát khoát tai mặt mũi tràn đầy xem thường cười nói. Thiên ảnh, ngươi không có hiểu trác quản gia đâu. Trác quản gia thế nhưng còn có tuyệt học. Ngươi chưa có thấy qua trên sông Long Hội trác quản gia một đạo hắc diêm bắn ra. Cho dù là quái vật gì cũng ngay lập tức đi gặp Diêm Dương. Quê Lan nói khoát còn chưa có kết thúc trác phàm đã dội ho lên một tiếng đánh gãy hắn trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ nói thật đối với bốn lão già này hắn cũng không có nửa điểm biện pháp vốn là lấy quyền lực của lô diêm màu đen kia xác thực có năng lực diệt thiên diệt địa nhưng là sau khi mà từ sông long hội trở về hắn không thể sử dụng được nữa bởi vì muốn hắt diêm ngưng tụ lại nhất định là phải dung hợp phần thiên kim diêm cùng thanh diêm với nhau tử lôi giao hòa mới có thể luyện hóa mà thành nhưng bây giờ hắn lại không có diêm long kim diêm kim diêm trên sông long hội cũng là hắn đi trộm của diệp lăng cũng không phải là của hắn cho nên thủ đoạn cường đại kia hắn không có cách nào mà lấy ra đối phó với những tên yêu quái mạnh mẽ như vậy đến mức một phương pháp khác chính là dùng thánh binh hắn đã trộm được trên sông long Diện, nhưng mà nếu như vậy, hắn liền sẽ bại lộ rồi. Bởi vậy, nếu không phải là dạng bất đắc dĩ, hắn cũng không có muốn bại lộ ra, làm cho chính mình thêm phiệt toái. Nhưng Khuê Lan làm cho tất cả mọi người chăm chú nhìn lại, vẻ mặt mọi người sâu xa nhìn về phía Trác Phàm Chờ cho hắn lấy ra cái thủ đoạn kinh thiên dị, cho bốn cái lão yêu quái ở phía đối diện lại cũng tin, bất giác cười khẽ một tiếng. Người chính là người cầm đầu của đám người này sao? nghĩ đến cùng có chỗ hơn người lão phu cũng muốn nhìn một chút ngươi có cao chiêu gì có thể chống đỡ được bốn người bọn ta hy vọng để cho chúng ta mở mắt ra mà nhìn đi đúng vậy Trác phàm ngươi có gan thì tới khiêu chiến bốn vị cung phụng đi dù sao đối với ngươi mà nói đưa đầu là một đao rút đầu cũng là một đao có cái gì mà khác sao Tuyền tông chủ thừa cơ cũng cười rộ lên Khóe miệng có một chút co lại, trác phàm nhìn thấy ánh mắt của mọi người lộ ra thần sắc khác nhau. Có kỳ vọng, có xem thường, có yêu mộ, trong lòng không khỏi thở dài, bật cười một tiếng. Chỉ sợ làm cho chiêu dị thất vọng, chính ta cũng không có tính tự thân xuất thủ. Nghe được lời này, mà sát tông mọi người không khỏi một trận thất lạc. Ai tháng lắc đầu, làm sao bây giờ? Cả trác quản gia cũng không có cách sao thế nhưng không có đợi bọn hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng trác phàm lời nói xoay chuyển lại nói có điều ách chủ bài nhất định sẽ tới thôi mà là cái này các ngươi bức ta ra nha đừng có hối hận đó nói rồi ánh mắt của trác phàm ngưng tụ phất tài hất lên một luồng ánh sáng xanh đột nhiên vừa hiện ngay sau đó một cái sáu bảy tuổi đại biểu hài đồng bỗng xuất hiện trước mắt của mọi người chính là bất bại ngoan đồng cổ tam thông ngáp dài một cái cổ tam thông giãn gần cốt một cái tẻ nhạt vô vị nhìn trác phàm liếc một chút lão cha tại sao mà lâu vậy mới thả ta ra ta lúc này chẳng phải đang thả ngươi ra sao ngươi là ách chủ bài của chúng ta sao có thể tùy tiện lộ diện chứ dù sao cũng phải là thời điểm then chốt mới đi ra mới có khí phái đúng không khóe miệng nhếch lên vẻ mặt của trác phàm dụ dỗ con nít phát ra một nụ cười hồn nhiên. Cổ Tam Thông hơi hơi gật đầu, vui vẻ tiếp nhận lý do này. Nhưng mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngay người. Riêng đám ngữ dương sát quen biết với Trác Phàm càng là một vẻ mặt không hiểu nhìn về phía hắn mắng. Ngươi làm cái quái quỷ gì vậy? Ngươi không phải nói ách chủ bài sao? Làm sao mà nhi tử của ngươi đưa ra vậy? Thì đúng rồi, hắn chính là ách chủ bài của ta. Gật đầu, Trác Phàm dương mắt lên, đầy vẻ kiêu ngạo hét lớn làm một người phụ thân nhi tử của ta chính là chủ bài lớn nhất đời của ta họ tuyên có muốn tất cả người của thiên quyền tông bao quát luôn bốn lão yêu quái kia các người nghe kỹ cho ta muốn động đến lão tử hãy bước qua nhi tử của ta trước trác phàm thanh âm to lớn vang vọng bên tai của mọi người cổ tam thông đỉnh đỉnh lòng ngực một mặt kiêu ngạo có thể vì lão cha che gió che mưa làm cho hắn nể trọng thế nhưng là vinh hạnh lớn nhất đời này của tiểu gia quả bất quá những người khác khi mà nghe được câu này lại triệt để ngay người không chỉ riêng người của quyền thiên tông liền người của ma sách tông cũng đều một vẻ mặt hoang mang nhìn về phía hai cha con này nhìn tới nhìn lui cả nửa ngày trong lòng cùng nhau thầm mắng một tiếng cầm thú Chương 778 Tiểu quái vật đối đầu lão quái vật Lão Phu còn nghĩ là đệ nhất thiên tài trác phàm kỹ áp quần hùng trên tay châu sẽ là một nhân vật anh hùng bực nào. Kết quả trốn sau lưng của một đứa bé thật là trăm nghe không bằng mắt thấy. Khóe miệng xẹt qua một đường cong khinh miệt tuyên tông chủ cũng cười to từ chối chỗ kiến. Bọn người của quyền thiên tông cũng cười ra tiếng chế diễu trác phàm cùng với bọn người ma sách tông nhát gan. Nguy nàng trước mắt lại cho một đứa bé đi ra. Mọi người ma sách tông tuy biết tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, đều là kinh hồn bạc vía nhưng mà dù sao đều là những cao thủ tu luyện nhiều năm. Cho dù bọn hắn cũng là người trong ma đạo, cũng không có thể để một đứa trẻ đi ra chịu trận. Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, khuôn mặt già của bọn họ cũng không biết đi đâu vẻ mặt u oán nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt mọi người đều có ý trách cứ. Người phát động cái trận chiến này đã sai lầm, hại chúng ta có thể chết cùng với ngươi cũng thôi đi, bây giờ làm cho chúng ta mất mặt cùng ngươi. Khí tiết tủ già đều khó giữ, đời này chúng ta đã bị ngươi hại thảm như vậy rồi. Trác quản gia, ngài nếu không có cách nào, chúng ta liền anh dũng chiến một trận. Tổ gì phải cho một đứa trẻ gánh giác tất cả, đây là muốn tranh thủ sự đồng tình sao? Thật sâu, liếc trác vào một cái, thích cung phụng, bất đắc dĩ thở dài. Dương sát nghe vậy, cũng là vẻ mặt quán giận nói. Trác phàm, ta biết gia đình của các ngươi đều là quái vật. Tiểu tử này bằng chứng tuổi ấy thì đến quá hư cảnh, thật là thiên phú dị bẩm rồi. Quái vật, bên trong quái vật, nhưng mà hắn dù sao cũng là một đứa bé, còn chưa có thích hợp để tham chiến đâu ngươi để cho hắn kéo dài hơi tàn, trốn qua lần này, về sau báo thù cho chúng ta không tốt sao? Cần gì phải hiện đưa hắn ra, đó là cắt đứt hy vọng của chúng ta rồi, còn làm trò cười cho người khác. Mập mạp chết bầm này, ngươi nói cái gì vậy? Tiểu gia thế nhưng rất là biết đánh nhau đấy, ngươi nói như vậy là đang nghi ngờ thực lực của tiểu gia sao? Tức giận, trừng dương sát, lỗ mũi cổ tam thông, xì khói, ồm ồm nói bất giác cười khổ một tiếng, dương sát, sờ đầu cổ tam thông. Lại nhìn về phía trác phàm, ai thẳng nói. Ngươi nhìn cái đứa nhỏ này đi, thật là giống ngươi, mạnh như vậy, xem ra là thân sinh. Thế nhưng cho dù có mạnh, cũng không có thể không biết lượng sức mình. Hắn mới quá hư cảnh, sao có thể chiến đấu cùng bốn lão quái vật quá hư tầng chính? Ngươi thật là làm cha, sao mà lại nhẫn tâm vậy chứ? Nghe dương sát quở trách, Cổ Tam Thông tức giận đến mức quay hàm công lên. Trác Phàm đứng một bên, bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ không thôi, dương mập mạp dám coi thường tiểu tam tử của mình, sai lầm rồi. Một tiếng giòn giang, Cổ Tam Thông bắt được cổ tay của Dương Sát, hắn sững sờ khó hiểu nói: "Làm sao, tiểu bất điểm?" "Tiểu già hận nhất là người sợ đầu của ta đó." Hung hăng cắn mồi, Cổ Tam Thông trừng mắt một cái, đột nhiên phát lực nhưng mà vào lúc này một bàn tay mềm mại nắm lấy tay của hắn một tiếng cười khẽ một tiếng cười khẽ như là muốn gột rửa tâm linh vang lên người là tiểu tam tử sao ta đã nghe qua ngươi rồi không khỏi sửng sợ tiểu tam tử quay đầu lại đập vào trong mắt của hắn một khuôn mặt xinh đẹp đến dần sôi để cho hắn nhịn không được sửng sợ tay đang nắm tay của dương sát cũng dần dần buông ra Tiểu Tam Tử, sự an nguy của chúng ta nhờ vào ngươi. Sở Khuynh Thành chậm rãi cúi người, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ cổ Tam Thông, khóe miệng xẹt qua một nụ cười sai lòng người, làm cho cổ Tam Thông bất giác nào nào, sau đó ngờ ngác gật đầu. Trác Phàm gặp cảnh này trong lòng cũng âm thầm tán thưởng. Mỹ mạo của Khuynh Thành đúng là không có người ngăn được, ngay cả tiểu hài tử cũng bị trúng chiêu sau đó, ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía cổ tam thông, chỉ sở Quynh Thành cười nói. Tiểu tam tử, đây là phu nhân của ta. Từ nay về sau, nàng chính là mẹ ngươi. Mẹ! Thân thể chấn động, cổ tam thông thật sâu nhìn sở Quynh Thành, khẽ gật đầu cười nói. Được, không tệ, ta thích. Sở Quynh Thành hai gò má đỏ lên, vũ mị liếc trắng trác phàm. Tiếp đó, mới nhìn về phía người đối diện là chỗ của bọn họ chu thiên tứ lão quan tâm hỏi cổ tam thông tiểu tam tử những người này người có nắm chắc đánh thắng hay không một đám phế vật dễ như là ăn cháo thôi quay đầu nhẹ liếc những người kia cổ tam thông khinh thường biểu môi sau đó liền mới sải bước hướng về phía bọn họ đi đến cha mẹ các ngươi chờ đó trong vòng nửa canh giờ ta sẽ thu phục những tạp chủng này cho các ngươi không khỏi sững sờ sở khuynh thành nhìn chầm chầm bóng người non nớt của cổ tam thông đang đi về phía trước lại nhìn về trác phàm đang đứng một bên hai gò má đột nhiên đỏ bừng tiểu tử này cùng cha của hắn đúng là giống mà tiếng mẹ này kêu thật là thuận mồm nha trác phàm thấy vậy cũng cười ra tiếng sở khuynh thành hung hăng quýt hắn một cái nhưng mà trong lòng ngọt ngào vô cùng bớt quá cảnh tượng như vậy trong mắt của những người khác lại là quá quỷ dị. Nào có cha mẹ nhà ai để cho con cái đi chịu chết, tuy cũng không phải là thân sinh. Hàng thiên ảnh, nhướng mài, dẫn đầu dỗ giả, đưa ra nghi vấn. Quynh Thành, người sao có thể giống như trác phạm để cho một đứa bé... Sư tỷ hắn không phải là một đứa bé bình thường. Bất giác kẻ cười một tiếng, sở Khuynh Thành sâu xa nói. Hắn ở thiên vũ, thế nhưng là một tên cường giả chưa từng bại qua danh hào bất bại ngoan đồng không phải chỉ là hư danh đâu đúng vậy tiểu tử này coi như ta cũng không có tránh thức đánh bại qua hắn phun ra một ngụm trọc khí trác phàm bất giác cười khẽ một tiếng sau đó nhìn về phía sở quynh thành nói đúng vậy quynh thành ngươi rất hiểu tiểu tam tử của ta mỉm cười sở quynh thành nhíu nhíu mày nói đương nhiên tuy nhiên ta sớm đã đi đến quyền thiên tông không có tại thiên vũ nhưng mà tất cả mọi chuyện của các ngươi qua vũ lâu tỉ muội đều sẽ ngọc giảng truyền tin lại cho ta cho nên ngươi có một vị con nuôi có thể lên trời xuống đất không có gì làm không được ta cũng biết rõ ràng chỉ là ta rất kỳ quái ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì đem một vị đại năng lừa gạt làm con trai thì cũng giống như lừa một vị tuyệt thế mỹ nữ thôi tài mạo song toàn làm lão bà vậy long mài nhíu lại Trác Phạm có một chút đùa giỡn, cười khẽ một tiếng. Sở Khuynh Thành lườm hắn một cái, thấp giọng mắng thầm. Chán ghét, lúc nào cái miệng lưỡi cũng trơn tru như thế. Mà lúc hai người tình chàng ý thiếp, nhu tình mật ý, liếc mắt đưa tình, cổ Tam Thông lúc này đã đi đến chiến trường. Ánh mắt của tất cả mọi người chăm chú nhìn hắn. Có thở dài, có không hiểu, càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Tuy bọn họ biết Trác Phàm rất vô sĩ, nhưng mà không có nghĩ tới, hắn có thể du sĩ đến tình trạng như thế, đem một đứa bé phái ra, còn Mỹ Danh nói là ách chủ bài. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà kia, tuy là nhỏ mập ụt ịt, khuôn mặt đáng yêu đến mức làm cho người khác, muốn tiến lên, déo vào một cái. Nơi nào giống ách chủ bài chứ, rõ ràng, pháo hôi. Tuyền tông chủ, phi cười một tiếng kinh bỉ nói, mà sách tông đây là muốn cho chúng ta đồng tình sao? Cha mẹ chết, hai tử này lưu lạc trong chốn giang hồ, thê thảm cỡ nào chứ? Đáng tiếc, chúng ta tuy nói là danh môn chính đạo, nhưng mà cũng không phải là từ thiện đường. Chúng ta nhưng sẽ không có dễ dàng trúng kế. Không sai, cái này ma đạo quắc con, tuổi còn nhỏ liền đã nhập quá hư, để lại làm gì? Nhanh chóng, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tuyền thiếu vũ cũng là mạnh mẽ nắm tay cắn răng nói hơi hơi gật đầu chu thiên tứ lão cũng đồng ý một lão giả cao giọng mở miệng nói tiểu quỷ ngươi thật là muốn gì ma đạo ra mặt sao vậy thì bốn người lão phu của chúng ta không có nhân từ nương tay đâu bớt nói nhiều lời đi tiểu gia quả tới đây chính là muốn xử lý các người đó hiên ngang ngẩng đầu cổ tam thông nghênh ngang đi về phía trước nhìn không có chớp mắt dên giáo hung hăng mọi người mà sách tông thấy vậy trong lòng cùng nhau rung lên khen lớn một tiếng anh hùng quả nhiên có cha làm sao tất có con như vậy rồi đều là kiệt ngạo bất thuần thế nhưng trong mắt của bọn người quyền thiên tông lại là từng cái nghiến răng nghiến lợi song quyền nắm chặt đây rõ ràng là một cái tiểu ma đầu muốn trưởng thành không có coi ai ra gì cả hiện tại không đem trừ hắn ngày sau tất thành quả lớn ria mép hơi rung lên một cái tên lão giả kia cười lạnh đạm mạc gật đầu rất tốt bằng chứng tuổi này mà đã dậy rồi bốn người lão phu phải trừ ma dạy đạo giúp ích cho đời nói rồi bốn người kia liên tục ẩn quyết sau đó nghe thấy một tiếng long ngầm kinh thiên một đầu mãnh liệt long hồn liền hung hăng đánh về phía cổ tam thông thấy tình cảnh này tất cả mọi người dù thức cả kinh trong lòng đều là một mặt lo âu nhìn sang. Khi mà nhìn về phía Trác Phạm, trong mắt mang theo mờ mịt phản phất như muốn nói, đây chính là con của người, không cứu sao. Thế nhưng, khóe miệng của hắn thủy chung cười yếu ớt, sừng sững bất động. Dối trá, muốn động thủ thì động thủ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bất quá, để cho hành động lấy lớn hiếp nhỏ của mình trở nên danh chính ngôn thuận mà thôi, một đám ngụy quân tử nhìn cái đầu kia hung hăng cự lòng thẳng tắp đánh tới cổ tam thông cười lạnh một tiếng khinh thường biểu môi ngay lúc đầu cự lòng kia tới gần lại tùy ý dùng dung tay lên một tiếng giang thật lớn nổ tung giữa trời mọi người đều còn là chưa có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra một đầu cự lòng kia đã bị cổ tam thông hung hăng vỗ bay ra ngoài còn mang theo một tiếng gào thét bốn tên lão gia quả kia cũng hơi rung rung thân thể trong lòng quảng hốt bọn họ dạng dạng không có nghĩ đến một đứa lại có lực lượng mạnh như vậy sao có thể dễ dàng đánh bay đĩa long hồn của bọn hắn thả ra thế nhưng không có đợi bọn hắn kịp hành động cổ tam thông đạp chân xuống trong nháy mắt đi vào phạm vi chung quanh bọn họ nắm tay nhỏ phấn nộn mang theo lực lượng không có gì sánh bằng hung hăng ra một quyền bốn đạo tiếng giang phát ra bốn người đã cùng nhau bị đánh bay ra không trung tám thước chờ khi mà dừng lại bốn tên lão giả tất cả mở hai con mắt ra nhìn về cổ tam thông đang ở nơi xa trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc người đến tột cùng là thần thánh phương nào nguyên lai bốn người các ngươi cũng không phải là người mù mà tiểu gia vừa mới niệm tình các ngươi là người tàn tật mới hạ thủ lưu tình một đám lừa đảo lừa gạt lòng thương cảm của tiểu gia Bây giờ xem ra không cần rồi Răng rắc một tiếng Cổ Tam Thông xoa bóp quyền đầu Một mặt cười nhạo nhìn sang Nhưng mà tất cả mọi người ở đây Thấy tình cảnh này Cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người Ai có thể nghĩ tới Một tên tiểu quỷ mới có 6-7 tuổi Vậy mà có thể Đem bốn lão yêu quái này Một quyền đánh cho bay ra cơ chứ Khó trách Trác quản gia coi hắn là chủ bài, xem ra là thật sự rồi. Nhưng mà cái gia đình này rốt cuộc là sao? Một tên so với một tên càng biến thái. Liếc nhìn Trác Phàm cùng cổ Tam Thông nửa ngày, mọi người triệt để kinh hãi, không có biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình lúc này. Chỉ có thể cảm thán các người yêu nghiệt như vậy làm sao để cho người bình thường chúng ta sống đây chứ? Chương 779 kẻ quỷ diệt. Chấn kinh, chấn kinh đến mức không có gì sánh được. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đã trống rỗng, chỉ có thể chầm chú nhìn bóng người nhỏ bé của cổ Tam Thông, cứng họng, ngẹn trân trối. Trác, trác phàm, con trai của người đến cùng là cái gì vậy? Thật lâu sau, dương sát há miệng rung giọng nhìn về phía trác phàm nói. Lời vừa nói ra, mọi người còn lại của ma sát tông, quay đầu nhìn về phía vị trác quản gia này. Trong mắt đều là một vẻ kinh nghi Hơi hơi trầm ngâm nửa ngày Trác phàm không có trả lời Chỉ là dung cánh tay lên hét to nói Tất cả mọi người hướng về phía sau rút lui Cách bọn họ xa một chút đi Nói xong trác phàm dẫn đầu lui về phía sau Bọn người nhìn thấy vậy dỗ dã đuổi theo Rất nhanh liền thối lui ra ngoài ngàn mét Mà mọi người của quyền thiên tông Giống như vẫn chưa có tỉnh lại Từ trong khiếp sợ đối thủ di chuyển cũng không có phát hiện, còn đang ngơ ngác nhìn cổ Tam Thông, đang hiện lên một nụ cười kinh thường, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Tốt, khoảng cách này đã an toàn. Chờ dừng thân lại, trác phàm đo khoảng cách, mới thở dài một hơi, thì thào lên tiếng, sau đó nhìn về đám người dương sát nói, các người biết vì sao, hiện tại ta mới đem tiểu tam tử phái ra, lúc trước không có để hắn tham chiến không. Ngay ngóc lắc lắc đầu Mọi người đều là một vẻ mặt mê man Bất giác bất đắc dĩ thở dài Trác phàm bật cười lên tiếng nói Bởi vì tiểu tử này Tính khí không phải rất tốt Lực lượng lại không có bị hạn chế Một khi mà nổi giận Ai cũng không ngăn được Phải biết mục đích chủ yếu của chúng ta lần này Là giáo huấn quyền thiên tông một chút Diệt quy phong Chẳng lẽ thật sự có thể diệt tông sao Cho nên Không phải là dạng bất đắc dĩ ta không có muốn đưa tiểu tử này ra. Trác phàm liên tục cười khổ, bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc, đối phương không có biết thời thế, nhất định ép ta dùng cái đoàn sát thủ này. Đó chính là bọn họ tự làm tự chịu, không có thể trách lão tử rồi. Thế nhưng, hắn vẫn có một chút không rõ, sau đó nghi ngờ nói. Trác quản gia, con trai của ngài lợi hại vậy sao? Dù sao quyền thiên tông này, thế nhưng là một trong chính tông không tin á, chính mình nhìn đi. Tiểu tử này là kẻ quỷ diệt, nổi danh ở thiên vũ, Chủ hắn đến không có một cọng cỏ. Thờ ơ nhúng dài, trác phàm khẽ cười một tiếng, hướng mọi người nháy mắt. Trác quản gia, tư thế hung hăng dên giáo này của lệnh lan, cũng thật là giống ngư nha. Bạch cung phụng nhìn về bóng người nhỏ bé phía xa, không khỏi vừa nhìn về phía trác phàm vừa cười nói. Thờ ơ nhúng dài, Trác Phàm cười cười từ chối cho ý kiến. Thế nhưng Chu Thiên Tứ Lão gặp cái bộ dáng muốn ăn đòn của cổ Tam Thông như thế, sớm đã tức giận đến phổi đều muốn nổ rồi. Tuy nhiên bọn họ biết tiểu tử này không có đơn giản, nhưng mà không coi ai ra gì như thế. Không có đem bốn vị cao thủ đức cao vọng trọng như bọn họ để vào trong mắt. Tiểu tử càng rỡ, vừa rồi chúng ta bốn người chẳng qua xem thường người thôi, chưa có chuẩn bị kỹ mà thôi đừng có tưởng rằng bốn người lão phu không đối phó được với người. phải không vậy thì tới một lần nữa đi lông mài lắc một cái cổ tam thông từ chối cho ý kiến phì cười mặt mũi tràn đầy khinh thường dựng thẳng ngon tài khinh bị nói lão cầu chớ sủa lão cẩu chớ có sủa con gàng đến chiến đi trong lòng bỗng dưng trì trệ chu thiên tứ lão tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi mọi người quyền thiên tông cũng giật mình nhìn xem tứ lão râu tóc đều đã dựng thẳng lên lại nhìn về tiểu quỷ này trong lòng lo sợ không thôi bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám nhục mạ mắng bốn vị chí cường cung phụng bọn hắn như thế nhưng mà tiểu quỷ cũng thật sự có thực lực này trong lúc nhất thời mọi người nín thở ngưng thần yên tĩnh nhìn xem song phương chuẩn bị quan sát cái trận chiến kinh thiên này rìa mép hơi run run một cái tứ lão trong mắt ngưng tụ sau đó kết ấn. một tiếng kinh thiên long ngầm bạo hưởng bốn đầu cự long cùng nhau mới đằng không bay lên nẫn ná cửu thiên sau đó một đạo hào quang màu vàng đất tuôn ra xông thẳng tới chân trời cùng với bốn đầu cự long xen lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ sau cùng một đạo chói mắt hào quang màu vàng đất lóe qua quá thành một đầu hoàng sắc cự long bay lượn chân trời cái khí tức kia như là muốn quỷ thiên diệt địa. Cùng lúc đó, cổ lực lượng khủng bố nhất đồng thời lao thẳng về phía cổ Tam Thông. Bất quá cổ Tam Thông là một thân thể khẽ rung lên một cái, mì mắt rũ xuống cũng không có trở ngại gì. Nhưng mọi người ở bốn phía bao quát những cao thủ của ma sách tông ở bên ngoài ngàn trượng. Dưới cổ khí tức kia, hô hấp dồn dập, có một loại cảm giác muốn ngạt thở trong lòng không khỏi quảng hốt. Lực lượng như vậy so cái đầu long hồn trước kia còn mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Hàng thiên ảnh càng là nhịn không được, sông đồng kẻ giật mình, hét to lớn tiếng. Cái này, đây là chu thiên tứ nguyên trận sao? Nghe được cái lời này, đám người dương sát cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. chu thiên tứ nguyên trận này chính là mượn đại địa chi lực, hợp tứ nguyên làm thiên chi lực, quy lực vô cùng lấy thực lực của bốn vị cung phụng đúc thành cái trận này chỉ sợ ngay cả dung hồn cảnh cao thủ cũng khó cản một phân một hào đứa bé kia nguy hiểm rồi ánh mắt hơi khép lại một chút thủy nhược qua có một chút bận tâm nói vừa dứt lời trong lòng của mọi người cũng trầm xuống sau đó cùng nhau nhìn về phía trác phàm nhưng mà trác phàm như cũ mặc như giếng cổ bình thản không gợn sống không một chút lo lắng tiểu tam tử chính là quyết mạch chính thức của kỳ lân là hồn thể hợp nhất có đạt tới dung hồn cảnh hay không không quan trọng lúc trước diệp lân có thể làm được tiểu tam tử tự nhiên càng có thể làm được mà lại sẽ làm đến càng tốt tuyên tông chủ nhìn đến đây hết thảy thấy bốn vị cung phụng phóng ra đại chiêu không khỏi một lần nữa trương cuồng cười to lên chuẩn bị nhặt xác cho con trai của ngươi đi Chắc hẳn ngươi đã biết sự lợi hại của Chu Thiên Tứ Nguyên trận rồi, nhưng mà lão phu phải nói cho ngươi biết, Chu Thiên Tứ Nguyên trận chính là do bốn vị cung phụng sáng tạo, bây giờ bốn vị cung phụng sử dụng không phải là Chu Thiên Tứ Nguyên trận, mà là so nó càng mạnh hơn Chu Thiên Càn Long trận, từ bốn đầu Địa Long hồn ngưng luyện mà thành, các ngươi thua là cái chắc. Tuyền Thiếu Vũ nghe thấy lời nói của phụ thân, cũng không nhịn được cười to lên dường như thắng lợi trước mắt rồi. Bọn người quyền thiên tông cũng liên tục cười nhạo, sắc mặt của bọn người ma sát tông trầm xuống, hung hăng, cắn chặt răng. Chỉ có trác phàm, trong mắt hơi hiếp lại, không có biểu tình gì, mà nhìn về phía cổ tam thông, thân thiện nói, tiểu tam tử. Chương 780 Tiểu tam tử chính là quyết mạch chính thức của kỳ lân hồn. Không có chuyện gì, cổ tam thông khoát tài, nhẹ hừ một tiếng. Tuy trên mặt nghiêm túc, nhưng biểu môi khinh thường nói, trong mắt ta, địa long hồn cũng giống như là cá chạch thôi, không có gì đáng ngại. Mỉm cười, trong lòng trác phàm thầm hô, tiểu tam tử không hổ là kỳ lân chi tử, thánh thú chi hồn, cho dù thiên long hồn cũng không có để vào trong mắt, sao có thể e ngại địa long hồn chứ? Trác phàm phun ra một ngụm trọc khí thật dài, cũng yên tâm một chút. Nhưng Chu Thiền Tứ Lão khi nghe lời nói hùng hồn của Tiểu Tam Tử lại cười to kinh miệt. Tiểu quỷ kia đúng là chưa có thấy sự đời. Ngươi cũng biết địa mạch Long Hồn chính là tinh hoa của đất trời. Khí tức của thiên địa kết hợp cùng đại địa mới có thể làm cho quy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cũng không có dễ dàng như ngươi đánh bại Long Hồn vừa rồi. Thì tính sao? Vẫn là cá chạch thôi. Cười khẽ một tiếng, Cổ Tam Thông không một chút lo lắng, khiêu khích nói. Nếu người không có động thủ thì để tiểu gia ra tay trước. Rìa mép rung động một cái, hai mắt chu thiên tứ lão đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Sú tiểu quỷ, dám xem thường chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ thành toàn cho người, tiễn người nhanh về Tây Thiên. Vừa dứt lời, ẩn quyết trong tay có bốn người cùng thay đổi. Sau đó hung hăng chỉ về cổ Tam Thông một đầu cự long hung mảnh ngửa mặt lên trời gào rú hùng hăng dọt về cái thân hình nhỏ bé kia hai con mắt co rụt lại mọi người nhìn thấy cảnh này trái tim đều là muốn nhảy lên tới cổ họng rồi chỉ có trác phàm cùng một số ít người tin tưởng thực lực của tiểu tam tử sắc mặt vẫn bình tĩnh sừng sững bất biến nương theo tiếng rồng ngâm to lớn đầu cự long kia chớp mắt đã tới gần quy áp mạnh mẽ buông xuống đem nước trên mặt đất ép đến độ sâu mấy ngàn thước. Mọi người đứng tại chỗ tuy không có bị đầu cự long kia chính diện đè ép, nhưng mà vẫn bị cương phong mạnh mẽ ép tới muốn nứt thân thể. Ngay cả da thịt đều nhịn không được muốn nứt ra. Trong lòng của mọi người quảng hốt, dưới lực đập mạnh như vậy đều để cho người bên ngoài đều đau đớn. Đứa bé đứng giữa cái chỗ kia sao có thể chống lại đây? Nhưng mà lúc mọi người đảo mắt nhìn về cái chỗ đó lại không khỏi giật mình. Bọn họ sửng sốt bởi cái đứa bé kia dù đứng ở vị trí trung tâm nhất nhưng mà trên mặt không có một chút thống khổ nào còn rất yên tĩnh. Giống như cái thứ đang đập vào mặt của hắn cũng không phải có khí thế đem những vỏ giả khác nghiền thành bột phấn. Chậm rãi bước ra một bước cổ tam thông ngẩng đầu nhìn đầu cự long sắp đến gần kia. Hắn hít sâu một hơi một thân hồng mang lóe lên quang quỳ chói mắt trong hai con người của hắn có một đầu kỳ lân hung mảnh đang dường nành múa vuốt tùy thời đều có thể xông ra ngoài đang lao nhanh thân thể giống như không có chờ nổi mà muốn thể hiện ra một mặt cuồng bạo của mình chương 781 kỳ lân bào hao long hồn to lớn kia đến trước mặt của hắn cổ tâm thông khóe miệng hơi dở lên xẹt qua một đường cong tà dị ngay sau đó đồng tử ngưng tụ ngửa mặt lên trời gào thét chỉ một thoáng một đạo hư ảnh kỳ lân màu đỏ hiện lên từ trong thân thể trào ra tiếng gào thét như muốn trấn thiên triệt địa quá thành từng đạo màu đỏ gần sóng hướng về phía trước mà của tán đầu cự rồng kia cũng trì trệ trong nháy mắt giống như bị cái vật gì cản lại trước mặt một luồng sóng âm màu đỏ tự như là sóng biển đánh vào mặt nó, thống khổ tới mức dặn dẹo khuôn mặt, bắt đầu lùi lại. Sao có thể chứ? Chỉ là một tiếng gào lại có thể làm địa long hồn lùi bước sao? Trong mắt co rụt, chu thiên tứ lão sợ hãi, quay mặt nhìn nhau. Đồ tài đàn ẩn quyết, cũng run rẩy không ngừng. Thế nhưng, nghĩ thế nào, bọn họ cũng không có nghĩ ra, chủ nhân cổ lực lượng này lại là một tiếng rống của một đứa bé sao? mà đạo thần hồn trước người hắn cũng để đáy lòng của bốn người sinh ra sợ hãi trong lòng lo sợ bất an kỳ lân thú đang dương nành múa vuốt giống như là muốn đem bầu trời này chọc một lỗ ai ngăn cản hắn sẽ bị cắn xé cho đến không còn xương cốt mí mắt khẽ rung thân thể của chu thiền tử lão có một chút đông lạnh tuy là bọn họ không muốn thừa nhận nhưng mà trong lòng sớm biết rõ bọn họ lần này gặp được tiểu quái vật so với bọn họ còn biến thái hơn cổ tam thông thấy đầu cự rồng kia đã bị bứt lui nó không có tiến lên mà lại thụt lùi xuống thân thể đung đưa giống như muốn sụp đổ nhếch miệng cười lên một tiếng nụ cười vô cùng tà dị sau đó hít sông một hơi lại ngửa mặt lên trời gào thét trong nhảy mắt lại có một luồng sóng âm màu đỏ dâng lên giống như là núi biển kêu gào hung hăng đập lên thân rồng của đầu cự rồng kia mà lúc này đầu cự long gắng sức kiên trì được mấy hơi thở sau cùng đã bị sóng âm trùng kích mà dở dụng tiêu tán trong không khí bốn đạo âm thanh thổ quyết vang lên bên tai của mọi người thiên long hồn được ngưng tụ từ địa long hồn đã bị mạnh mẽ đánh nát làm cho thần hồn của bọn họ bị thương nặng không nhịn được đồng thời phun ra một ngụm máu đỏ tươi sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch thế mà còn chưa có kịp bọn họ nghỉ ngơi luồng sóng đỏ kia xuyên qua thân thể cự long hung hăng hướng về phía bọn họ cùng mẹ nó rút cuộc tiểu tử này chính là quái vật gì đấy trong mắt co lại bốn người nhìn cái luồng sóng đỏ sắp tới trước mặt triệt để trận tròn mắt vẻ mặt không cam lòng căm hận mắng ra một câu gì ngôn cuối cùng đùng một cái bọn họ hóa thành tro bụi quyết ảnh tung tóe giữa trời không còn một hơi thở cho dù là thần hồn của bọn hắn cũng đã bị chấn dở rồi, không còn sinh cơ. Sóng âm màu đỏ, đáng sợ đó, sông thẳng lên chân trời. Âm một tiếng, thế mà đem bầu trời mở ra một cái lỗ hỏng, không khí bốn phía trở nên dặn dẹo, chấn động không ngừng. Mọi người ở đây nhìn thấy hết thảy đã trợn tròn con mắt. Đường đường là cao thủ hộ quốc lại bị một đứa bé sáu bảy tuổi miễu sát. Ngay cả cặn bã cũng không có chừa tên này đúng là yêu nghiệt. Trên trán đầy mồ hôi lạnh, tuyên tông chủ cùng với đám người quyền thiên tông, vẻ mặt ngây ngốc, nhìn cổ tam thông, đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Trong đầu của bọn họ trống rỗng, không biết nên hình dung cái tình cảnh này ra sao. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả đám người của ma sách tông cũng ngốc trệ, trong mắt trừ kinh dị chính là rung động. Bọn họ sao có thể nghĩ ra chứ? Cái mà trác quản gia gọi là ách chủ bài lại thật là con trai nhỏ biến thái của hắn. Bọn họ nghĩ tới tiểu tử này có khả năng thắng bốn lão già quả kia, nhưng mà tuyệt không có nghĩ tới có thể thắng gọn gàng như thế. Đây chính là quyền thiên tông, trấn tông tứ long, thế mà lại bị miễu sát trong nhảy mắt. Vẫn là bị một đứa nhỏ như thế đánh giết sao? Thiên hạ này có còn là thiên lý hay không chứ? Cho dù là những cao thủ của ma sách tông, cùng vẻ mặt đồng tình nhìn về phía đám người quyền thiên tông bất đắc dĩ lắc đầu đám người này đã tạo nghiệp gì thế mà lại làm địch với đôi cha con này nghĩ như vậy mọi người mới nhìn chăm chú cổ tam thông rồi lại quay đầu nhìn trác phàm không khỏi may mắn bật cười ra tiếng cũng may hai người này là người của mình đó một lúc sau cổ tam thông không có ý muốn dừng lại trong mắt tản ra vẻ hưng phấn trong mắt co rụt lại trác phàm kinh hôn một tiếng không ổn tiểu tử này đã đáng ghiền rồi, hắn không có muốn dừng lại đâu. Mọi người lui về phía sau 5.000 mét, coi chừng bị liên lụy đó. Nói rồi, Trác Phàm dẫn đầu bay về phía sau, mọi người thấy vậy dội dã đuổi theo. Bọn hắn biết hiểu con không có ai ngoài cha, nhưng mà bọn hắn không hiểu cổ tam thông lại bị thần kinh gì. Nhưng cứ đi theo trác phàm chắc chắn là đúng đắn rồi. Thế nhưng bọn người của ma sách tông lui về phía sau, mà bọn người quyền thiên tông ở phía đối diện vẫn chưa có tỉnh hồn lại. Chờ khi mà bọn hắn tỉnh táo lại thì cũng đã muộn rồi. Kỳ lân thần quy, quy chấn bát phương. Theo một tiếng thét dài, cổ tam thông dung hai cái tay nhỏ non nớt hướng về không gian bốn phía đánh ra một kích. Đạo hồng sắc kỳ lân kia cũng phát ra một tiếng rống giận rung trời. Bỗng dưng một cổ kinh khủng không gian ba động lấy cổ tam thông làm trung tâm hướng ra bốn phía tản ra. Một luồng sóng đỏ thẫm của tán ra bốn phía. Thế nhưng cái luồng sóng này lại khác với lúc đầu. Phản phất như lưỡi hái tử thần. Luồng sóng kia đi đến đâu? Trên trời dưới đất. Toàn bộ không gian đều như là muốn bị xé nứt ra. Không ngừng rung động. Tất cả mọi vật đều đã bị phá hủy. Trong mắt nhịn không được, hung hăng co lại. tuyên tông chủ bất giác hít sòng một hơi, kêu lên sợ hãi chạy mau vừa dứt lời quyền thiên tông cũng là đầy mặt kinh khủng vội dã lui về phía sau đáng tiếc bọn họ hành động đã trễ rồi vốn là bọn họ cách cổ tam thông gần nhất vừa mới lại không có nắm thời cơ mà chuồn đi bây giờ muốn chuồn mất thời gian quá muộn trong lúc bối rối mấy trăm nhân mã người chen người người đè người sao có thể nhanh chóng rút lui chỉ trong nháy mắt đạo hồng mang kia liền đã đủ kịp tốc độ của bọn họ khẽ quét mà qua từng tiếng thê thảm tru lên tuy là bọn họ đều là quá hư cảnh cao thủ nhưng mà dưới không gian chấn động này vẫn khó có thể bảo vệ tính mạng mình cho dù bọn họ có nguyên lực hộ thể nhưng mà nếu tiếp tục ở đây chẳng mấy chốc liền sẽ bị đánh tan nhục thể lấy tốc độ kinh khủng mà dở thành nhiều mảnh đến thần hồn cũng bị chấn cho đến sụp đổ hoàn toàn mà tất cả mọi cái thứ này chỉ diễn ra trong dài hơi thở. Tất cả mọi người khi đối mặt với thời khắc sống chết này, trong lòng trừ rung động thì cũng là kinh khủng. Về phần những cái chỗ lúc trước mà hắn đi qua, cũng trong chốc lát đã quá thành bụi phấn. Chỗ hồng mang kia đi qua, chẳng những không còn một ngọn cỏ, liền ngay cả một hạt bụi đều không còn. Thật sự chôn dùi tất cả. Phản phất, thiên địa tận thế, lúc trước còn lộng lẫy rường cột chạm trổ quyền thiên tông giờ này lấy cổ tam thông làm trung tâm từng bước một đã biến thành phế tích mà cái dùng phế tích này lại đang lan rộng ra xung quanh trác quản gia đạo hồng mang kia đang quét đến chỗ của chúng ta làm sao bây giờ chứ từ xa chứng kiến đám người quyền thiên tông thê thảm thích cung phụng nhìn thấy cái đạo hồng mang đáng sợ kia đánh tới không khỏi sợ mất mật nói chậm rãi khoát khoát tai, trác phàm đã mạc lên tiếng không có gì đáng ngại nhìn ta nói rồi đồng tử bên phải của trác phàm thoáng hiện lên năm đạo cái dần sáng màu vàng ống trong mắt ngưng tụ quát to không minh thần đồng tầng thứ năm không gian bích chướng tam trọng thiên đột nhiên từng đạo từng đạo không gian ba động thoáng hiện lên trước người của bọn trác phàm bỗng nhiên xuất hiện một vách ngăn không gian sau khi mà đạo hồng quang kia đụng vào, nhất thời ngừng lại, sau đó cùng chấn động lên. Từng tiếng dở dụng của không gian, tâm tình mọi người trì trệ, đầu đầy mồ hôi, ngay sau đó nghe đụng một tiếng vàng thật lớn. Đạo bình chướng thứ nhất, ầm gian dở nát, đạo hồng sắc gợn sóng tiếp tục hướng tràn về phía trước. Mọi người trong lòng trầm xuống, vẻ mặt cẩn trương nhìn về phía trác phàm, đồng thời trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Ta nói trác quản gia sao mà con trai của ngươi đánh đến không có phân rõ ai là địch, ai là bạn vậy? Ngay cả chúng ta đều dính líu vào. Minh bạch tâm tư của bọn họ nhưng mà trác phàm hiện tại không tiện giải thích. Chỉ có thể chăm chú nhìn bình chướng tầng thứ hai kia. Lại là một tiếng trầm gian lên. Màu đỏ gần sóng cùng chỉ đạo thứ hai không gian bích lũy hung hăng đụng vào nhau. Lại phát ra một tiếng nổ vàng bất quá lần này lực lượng màu đỏ gần sống kia tựa hồ tiêu giảm rất nhiều lại đụng một tiếng đem không gian bích lũy chấn dở cũng đã dùng thời gian gấp ba lần lúc trước sau đó đạo hồng quan kia tiếp tục lan tràn cùng với tầng bích chướng sau cùng đụng nhau phát đàm thành kịch liệt run rẩy dường như hai lực sĩ đang đấu sức ai cũng không có nhường ai tất cả mọi người chăm chú nhìn không gian vô hình kia lông mày nhíu thật chặt, trong lòng lo sợ bất an. Nếu là tầng bích chướng sau cùng này của Trác Phàm lại không có ngăn được, thì bọn hắn cũng phải lâm vào quẩn bách, giống như là bọn người của quyền thiên tông. Chỉ bất quá, đám bọn hắn so với bọn người kia may mắn hơn là cái đạo hồng mang này á, ảm đạm đi rất nhiều, chắc lực lượng khi mà chấn lên cũng đã ít đi. Chương 782 Phế tích một tiếng vàng thanh thúy phát ra, tầng bích chướng cuối cùng của trác phàm sụp đổ, rõ ràng không có ngăn được đạo hồng mang kia. Không khỏi mọi người mà sách tông ngưng trọng, trái tim nhảy lên tới cuốn họng rồi, đồng thời bày ra nguyên lực, chuẩn bị nên đón cái thời khắc quyết định kia. Khuê Lan ôm chặt lấy thân hình của hàng thiên ảnh, nhăn lại lông mại, dẫn dụng toàn thân nguyên lực, đem hai người bao lấy. Rốt cuộc đạo bích chướng cuối cùng của trác phàm cũng đã sụp đổ mọi người giật mình dỗ dã nhảy về phía sau một cái vẻ mặt ngưng trọng đạo hồng mang kia hưu một tiếng hướng về tất cả mọi người quét tới thế nhưng còn không có đợi nó đi đến trước mặt của mọi người nó lại mờ đi ngay sau đó hoàn toàn tiêu tán giữa không trung không có thấy tầm hơi mà cái kia cái cổ đáng sợ kia của cổ tam thông cũng không có đánh về phía bọn họ không khỏi sững sờ mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó cười to lên chúc mừng sống sót sau tai nạn mọi người vui mừng không thôi bạch cung phụng giơ ngón tay cái lên khen trác quản gia hiểu còn không có ai ngoài cha chiêu này của lệnh lan nếu đổi thành người khác cũng không có thể làm gì được cũng chỉ có ngài có thể khắc chế hắn thôi người khác nghe vậy cũng không có nhịn được cùng nhau cười to cũng không có thể nói vậy so với tiểu tử này người làm cha như ta cũng hết cách rồi đây cũng là do chúng ta lui ra khoảng cách xa như vậy tiểu tử kia không phải là nhằm vào chúng ta nếu không ta không có chặn được rồi bất đắc dĩ lắc đầu trác phàm thở dài nói hiện tại các ngươi nhìn rõ rồi ta vì sao không có cho tiểu tử này tùy tiện tham chiến bởi vì khi mà gia quả này khi đánh lên sẽ không kìm lại được hai tử tính khí này ừ. mọi người vội vã gật đầu cuối cùng minh bạch cái nỗi khổ tâm của trác phàm lực lượng mạnh mẽ như vậy lại được nắm giữ bởi một đứa bé tính khí thất thường không chỉ là một sự uy hiếp đối với địch nhân cũng khiến cho bọn họ kinh sợ nếu không phải đối phương phái ra chu thiên tứ lão trác quản gia cho cái đứa nhỏ này tham chiến thật sự quyết định không sáng suốt hiện tại ta chỉ lo lắng hắn một chiêu này diệt quyền thiên tông chúng ta làm thế nào bàn giao với sông long diện đây ngay sau đó trác phàm nhíu mày lại ai tháng lên tiếng trong lòng thầm nghĩ thánh thú đều là cù ngạo như vậy ra tay không có biết điểm dừng sau khi mà tiểu tam tử được công bằng dạy bảo càng ngày càng có xu thế muốn làm vua trong thú đạo tựa như vừa rồi rõ ràng đã giải quyết cường địch hắn lại muốn đánh tiếp rồi còn bày ra một bộ dáng lão tử là thiên hạ đệ nhất, không một chút lo nghĩ. Đây là điểm khác nhau giữa giả thú cùng nhân loại. Giả thú truy cầu cường đại, người mạnh nhất cũng là người có quyền lên tiếng. Nhưng nhân loại lại khác, nhân loại có trí tuệ làm cho kẻ mạnh biến thành người yếu, người thắng biến thành kẻ bại. Tiểu tam tử, thân là kỳ lân chi tử, truy cầu thú đạo không có gì đáng trách. Nhưng mà nếu đem hắn vào cuộc tranh phong của nhân loại có lẽ cũng không phải là một chuyện tốt. Phun ra một ngụm trọc khí, trác phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, thanh âm rung động của giường xác gian vọng bên tai của mọi người. Trác phàm, ngươi mau nhìn đi. Nhi tử kia của ngươi không có việc quyền thiên tông, nhưng mà cũng kém không nhiều đâu. Hắn thật là đúng là kẻ quỷ diệt rồi. Nhà của các ngươi đều là quái vật, một cái so với một cái còn biến thái lão tử quét ngang sông Long Hội, nhi tử của ngươi dẫm tông môn sao? Thế đạo này không sống nổi rồi. Nghe được cái lời này, mọi người không khỏi sửng sợ, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Nhất thời, trong mắt ngưng tụ, đều cả kinh, trợn cô mắt hốc mồm, nói không ra lời. Chỉ thấy giờ khắc này, cổ tam thông vẫn quy phong lẫm liệt, đứng giữa hư không, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn chầm chầm bên dưới. Thế nhưng, phóng nhãn nhìn về phía toàn bộ quyền thiên tông lúc trước còn có sông núi thanh tú tựa như thế ngoại đào nguyên lúc này đã hoàn toàn quá thành một vùng phế tích từng bộ thi thể ngổn ngang nằm lộn xộn sớm đã không còn sinh cơ từng tiếng kêu gào gian vọng máu tươi như một dòng sông chảy khắp ngõ ngách giống như địa ngục trần gian hàng thiên ảnh cùng với thủy nhược qua chư nữ thấy cảnh này đều không đành lòng nghiêng đầu đi âm thầm rơi lệ, dù sao cái chỗ này cũng là nơi các nàng được sinh ra. Sở Khuynh Thành tuy mới tới đây không lâu, nhưng mà cũng không có đành lòng nghiêng đầu, âm thầm thở dài. Cha, mẹ, ta đã đem bọn hắn quật ngã rồi, không đến nửa canh giờ. Đúng lúc này, khuôn mặt nhỏ của cổ Tam Thông hiện lên một nụ cười ngây thơ, cấp tóc bay đến trước người của bọn họ. Thế nhưng, ánh mắt khi mọi người nhìn về phía hắn đã hoàn toàn thay đổi rồi không có dám coi là một đứa bé mà đối đãi mẹ của hắn đứa bé nhà ai lại có thể đem một tông môn trong nháy mắt sang thành bình địa riêng dương sát ánh mắt của hắn khi mà nhìn cổ tam thông càng thêm lo sợ hắn còn nhớ rõ thái độ của đứa nhỏ này đổ với hắn giống như không có tốt lắm vậy các bạn vừa nghe xong tập 162 Ma Hoàng Trọng Sinh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt